tác phẩm mới ra lò, hoan nghênh mọi người đến tiểu thuyết cà chua đọc tác phẩm của tôi, hy vọng mọi người có thể thích, sự quan tâm của mọi người là động lực sáng tác của tôi, tôi sẽ cố gắng kể tốt từng câu chuyện. Chương 1 Mộng lên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trò chơi thẻ TTSC là trò chơi do Bảo Khả Mộng chính thức phát hành, đang được càng nhiều người theo đuổi và tham dự. Trong mấy thành phố lớn đều đã triển khai chuẩn bị cho các cuộc thi đấu lớn như thi đấu đại sư, đối chiến, được rất nhiều người hâm mộ bảo khả mộng theo đuổi. Loại trò chơi này cái gì cũng tốt, duy chỉ có không tốt chính là đốt tiền. Thanh Trúc là fan cùng nhiệt của Bảo Khả Mộng, dốc sức vào trò chơi thẻ bài và trò chơi điện tử, dự trữ tri thức đối với Bảo Khả Mộng cũng là cao cấp nhất. Có thể hắn duy nhất không am hiểu chính là phương diện di truyền trong đào tạo Bảo Khả Mộng. Dù sao thứ đồ chơi này thật không có bao nhiêu người nguyện ý tĩnh tâm lại đạp kiên định nghiên cứu có thời gian này không bằng nhiều hơn mấy ván đối cục và tăng kinh nghiệm chiến đấu đây. PTCG bên trong chủ yếu đối chiến chỉ có 8 cái thuộc tính, vứt đi long hệ cùng yêu tinh hệ hai cái này trên cơ bản không người hỏi thăm thuộc tính bên ngoài, hỏa, điện, siêu năng phi thường được người chơi hoan nghênh. Phương diện này là có mấy cái thuộc tính quy về cùng một chỗ, tỉ như thảo hệ cùng trùng hệ đều quy thảo hệ, thủy hệ cùng băng hệ đều là thủy hệ, siêu năng bên trong khả năng có yêu tinh, ác bên trong có độc cách đấu càng là bao gồm cách đấu, nham thạch, mặt đất vân vân. Tổ thể thường chơi nhất trong tay thanh trúc chính là tổ thể bình dân thủy hệ sắp hết giận, ngàn mặt tỵ dịch vác. Ngay trong cuộc thi đấu đại sư, thanh trúc một đường vượt qua kiểm tra trảm tướng, trước sau đánh bại hỏa bốc, hệ thuộc tính khắc chế, còn có ngăn cản gấu, nhưng cơ chế của vòng thủy sĩ trực tiếp đem mình liên tục cùng người chơi bị tiệp xứng đôi cùng một chỗ, ông hận bị đào thải, cùng lục thắng đường nói tạm biệt nói tóm lại cũng không phải là thủy hệ ngàn mặt tỵ dịch bao cường độ quá yếu, nếu như không thể bài gia thắng bên ngoài đều coi như có thể có lực đánh một trận. Ngay khi lòng đầy căm phẫn, cao huyết áp thoáng cái, sau khi thanh trúc tỉnh lại, thế nhưng phát hiện mình về tới kỳ nghỉ hè trước cấp 3, trực tiếp làm cho hắn sợ tới mức trung rẩy nhảy lên. Thì ra là chuông báo thức vang lên. Đây chẳng lẽ đều là một giấc mộng sao? Chẳng lẽ ta còn dừng lại ở trung học sao? Thanh Trúc thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, một con chim bên ngoài cửa sổ thu hút sự chú ý của anh. Một con chim bảo khả mộng rất giống chim sẻ nhưng có đầu màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Đây là, tiểu tiễn tước. Chim nhại bảo khả mộng. Lần này đem Thanh Trúc chỉnh không lại, trong cuộc sống hiện thực ở đâu ra tiểu tiễn tước, Thanh Trúc đột nhiên trong lúc đó giống như nghĩ tới cái gì, mạnh mẽ véo chính mình một cái, không có gì bất ngờ chính là xảy ra ngoài ý muốn linh hồn của mình giống như xuyên qua, tiến vào đến bảo khả mộng thế giới. Là một người chơi trò chơi thâm niên cùng người chơi thẻ bài, nơi này là địa phương hắn tha thiết ước mơ, mục tiêu của hắn cũng chính là trọng chấn vinh quang của hai hệ thủy băng. Bất quá trước mắt xem ra, hắn tự hồ còn chưa có bất kỳ một bảo khả mộng nào. Đột nhiên, bên ngoài vang lên thanh âm ba lý ba lý, một cái đầu màu hồng phấn, Pokemon bộ dạng rất giống hề nhưng lại có khuôn mặt ôn hòa đi vào phòng ngủ đây là loại bảo mẫu thường thấy nhất bảo khả mộng búp bê ma tường nhìn thấy thanh trúc tỉnh lại hướng thanh trúc cười cười hướng thanh trúc lấy tay khoa tay múa chân ý là bảo thanh trúc nhanh chóng đi qua ăn cơm mặc quần áo tử tế rửa mặt xong vẫn là bộ dáng ban đầu của gia đình thanh trúc đi xuống lầu nhìn thấy cha mẹ đã bắt đầu ăn cơm chuẩn bị đi làm trong phòng khách một con điện thoại đang ăn nấu nghiến trong máng ăn trong góc chim đưa tin cũng ngồi ở trên chỗ ngồi ăn điểm tâm của mình mà một con vịt thoạt nhìn không quá thông minh còn đang ngâm mặt mình thật sâu trong nước. Thanh Trúc, nhanh lên, cơm nước xong còn muốn dẫn ngươi đi liên minh chọn lựa thần kỳ bảo bối của ngươi đâu. Thanh Trúc vừa ngồi xuống, điện thoại liền chạy tới, lè lưỡi, chui vào trong ngực Thanh Trúc. Ba, mẹ, hai người xác định để cho con đi một mình sao? Thanh Trúc vừa tuốt chó vừa hỏi. Con cứ mang theo chứng minh thư là được, ba con lát nữa vừa vặn cưỡi dũng sĩ Hùng ưng đi làm, lát nữa trên đường sẽ mang tới cho con chọn bảo bối thần kỳ gì thì giao cho con chọn xong thì đón xe trở về là được đô đô lợi của ba con lát nữa có tác dụng chỉ có thể để con tự mình trở về không phải mẹ người ta hài tử chọn cái thần kỳ bảo bối đều là cha mẹ mang theo chọn các ngươi cái này cho ta quyền tự trị cũng đủ lớn a à? vậy thì không phải chúng tôi đã gọi điện thoại cho nơi đó rồi bảo bối thần kỳ không thích hợp với cậu căn bản sẽ không dẫn cậu đi xem. Ý tứ chính là nói, đồng nghĩa với việc tiến hành lựa chọn trong phạm vi các ngươi đã chọn. Bingo, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sàng lọc chủ yếu là u linh hệ những kia sẽ hút huấn luyện gia đích sinh mệnh đích Pokemon, còn có cái gì cá chép vương, xấu xấu ngư loại này cá cực tiến hóa đích Pokemon, cùng với không có đủ chiến đấu năng lực chủ yếu làm phương tiện giao thông đích, như là thiết giáp tê ngư, đô đô lợi loại này Pokemon cho ngươi còn lại chủ yếu vẫn là ngự tam gia cùng chuẩn thần bảo khả mộng, hoặc là nói là có siêu tiến hóa, siêu cực cự hóa đích Pokemon, xem ngươi lựa chọn như thế nào. Nếu như muốn đi đường dài hạn, tốt nhất vẫn là lựa chọn ngự tam gia đích Pokemon đi, chuẩn thần ngươi có thể cân nhắc trở thành ngươi đích thứ hai đích Pokemon, dùng để lâu dài bồi dưỡng đích. Nếu như lựa chọn một con ngự tam gia đích đại khái trước kỳ thi tốt nghiệp trung học ít nhất có thể hoàn thành một đoạn tiến hóa đồng thời có thể hoàn thành hai đoạn tiến hóa, có đủ chiến lực ứng đối kỳ thi tốt nghiệp trung học. Cha, chuẩn thần con chưa từng nghĩ tới, nhưng con đã có đối tượng trong lòng, có thể giúp con nhìn trước một chút hay không, có trứng tinh linh tốt hay không? Ta càng muốn kích long hơn. Ở ưng trang cao nguyên nơi đó có, chờ ta đến lúc đó liên hệ một chút. Như thế nào, đối với Kích Chi Long loại này Pokemon cảm thấy hứng thú sao? Vâng, tôi vẫn rất thích loại bảo bối thần kỳ này được vậy chờ bảo khả mộng ban đầu của ngươi tiến hóa ta sẽ cho ngươi trứng kích lông cảm ơn cha nhanh lên ăn cơm dũng sĩ hùng ưng hẳn là đều ăn no chờ chúng ta đâu rồi thanh ba đứng dậy bắt đầu thu dọn quần áo đem trong cặp công văn túi văn kiện lại tỉ mỉ nhìn một chút vuốt một chút bên hông tinh linh cầu hướng ngoài cửa thổi cái còi kêu gọi một tiếng dũng sĩ hùng ưng một cái thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống vững vàng dừng lại ở trong viện không mang theo một chút bụi đất. Được, rất nhanh, chờ ta một chút. Ăn uống lung tung vài ngụm, Thanh Trúc cũng sửa sang lại áo mũ một chút, lật túi, xác nhận chứng minh thư của mình đã mang tốt, lại lắp thêm một quả cầu cao cấp cùng đồ giám tinh linh. Đem tinh linh cầu mẹ Thanh tặng lúc sinh nhật liền mang theo đai lưng thắt lại, đi theo cha Thanh bước lên dũng sĩ Hùng ưng, cùng mẹ Thanh nói lời tạm biệt. Dũng sĩ Hùng ưng, chúng ta đi thôi. Cánh khổng lồ rung động, mang hai người hướng trường không, hướng trung tâm bảo khả mộng của liên minh ở Kinh Sư Bay đi. Chương 2 Ban sơ đồng bạn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chúng ta đến rồi Lựa chọn còn lại giao cho con Thanh Ba đem dũng sĩ Hùng ưng hạ xuống sân sau trung tâm bảo khả mộng Lựa chọn bảo khả mộng như thế nào thì giao cho con Còn lại ba và mẹ con mặc kệ Được, cha, cha bận việc của cha đi đi Đừng đợi lát nữa đến muộn Thanh Trúc từ trên người dũng sĩ hùng ưng nhảy xuống, hướng thanh ba cáo biệt. Nhìn đám người xếp hàng theo số hiệu bên ngoài, âm thầm tỏ vẻ bội phục đối với cha mẹ. Sau khi quét xong thân phận của mình, Thanh Trúc đi vào phòng viết, có chuyên gia đang chờ. "Thanh Trúc tiên sinh đúng không, mời ngài đem chứng minh thư ở chỗ này tiến hành quét hình, quét hình xong tin tức của ngài sẽ tiến hành đăng ký, tinh linh đồ giám của ngài cũng sẽ đưa đến trong tay ngài. Hậu trường đang xử lý." ngài có thể chọn lựa bảo bối vừa ý trước được vậy ngài có thể dẫn ta đi xem ngự tam gia thần kỳ bảo bối không đi xem thủy hệ là được rồi thủy hệ thần kỳ bảo bối sao được mời ngài đi bên này dưới sự dẫn dắt của hướng dẫn viên thanh trúc đi vào một nơi tương tự như thủy cung bên trong đủ loại kiểu dáng thủy hệ bảo khả mộng làm cho thanh trúc nhìn hoa cả mắt thủy hệ bảo khả mộng trong này đều là thiên phú cực cao cho dù là mấy con lý ngư vương cùng sửu sửu ngư này, căn cứ khoa học tính toán xác suất tiến hóa vô hạn tiếp cận cùng 100%. Đồng thời ngự tam gia bảo khả mộng ở đây đều là hậu duệ của bảo khả mộng chất lượng tốt nhất, tiềm lực cực lớn. Bên này là cầu cầu hải sư, cầu cầu hải sư cuối cùng tiến hóa hình là thủy kiêu tinh hệ Tây Sư Hải Nhâm, là Hawaii đảo nhỏ trực tiếp nhập vào, huyết thống thuần khiết, bởi vì bề ngoài, rất được huấn luyện gia hoan nghênh nơi này là cá sấu cưa nhỏ là ngự tam gia khu nam mỹ cuối cùng cá sấu đại lực tiến hóa thực lực cường hãn không thể khinh thường là đại biểu của dòng bạo lực bên này là kiệt ni quy thủy hệ bảo khả mộng sinh ra và lớn lên ở long quốc nghe nói tộc quần này có truyền thừa cái âu tạp có xác suất cực nhỏ có thể lĩnh ngộ được uy lực nguyên tố của thủy hệ sau khi siêu tiến hóa thậm chí có thể bắt chước ra dao động căn nguyên phối hợp với đặc tính của thủy tiễn quy siêu cấp vô cùng mạnh mẽ nơi này là thủy dược ngư, thủy mặt đất thuộc tính làm cho hắn tận khả năng giảm bớt đại bộ phận nhược điểm, vẹn vẹn e ngại thảo hệ bảo khả mộng, sẽ bị bốn lần khắc chế. Hơn nữa cuối cùng tiến hóa hình cự chịu quái có được thực lực phi thường cường đại, phi thường đều sáu chiều, là một vị đa giác chiến sĩ. Lệ nhãn tích là một loại bảo khả mộng có ba giai đoạn tính cách hoàn toàn khác nhau. Giai đoạn lệ nhãn tích tương đối nhát gan, thích khóc, Thời kỳ biến sắp tích sẽ bởi vì diện mạo của mình tự ti, trở nên trầm mặc tự kỷ. Đợi đến giai đoạn thiên diện tị dịch, tiêu sái mà trầm ổn, luôn có thể chính xác đánh trúng mục tiêu của mình, trở thành một sát thủ giỏi giang. Đến đây, Thanh Trúc đã phi thường động tâm, dù sao lúc trước mình chơi TTSC chính là chơi tổ thể tránh dịch ngàn mặt, cảm thấy tổ thể này luôn rất có duyên phận với mình, bất quá vừa lên đã cạc cạc khóc lóc quả thật có chút không dễ làm dù sao vẫn có rất ít người thích tùy thời thoải mái khóc một trận. Bên này là trái cá, hình thái thứ nhất ngây ngô đáng yêu bề ngoài, cùng với cuối cùng tiến hóa hình khí phách, trái cá là hợp chủng quốc đại biểu bảo khả mộng, thậm chí tại một ít khí vận gia trì hạ tiến hóa trở thành cổ đại chủng, có nước cùng ác hai loại thuộc tính. Bên này là Pokemon, mềm mại đáng yêu, được nữ huấn luyện viên yêu thích. Đồng thời cuối cùng tiến hóa hình đế vương Nabu có thủy, thép thuộc tính, nhược điểm rất ít, chỉ có đấu hệ cùng điện hệ, cũng có thực lực mạnh mẽ. Nhưng Thủy Việt, cực kỳ cố chấp, tranh cường háo thắng, cuối cùng tiến hóa hình là cùng hoang sống Vũ Việt, Thủy chiến đấu hệ, đã kích diện rất rộng, hơn nữa so sánh hướng ngoại tính cách rất dễ dàng cùng huấn luyện viên hòa thành một mảnh. Cuối cùng bên này còn lại là quỷ quốc dẫn vào qua qua ngâm ếch. Nhóm này có một con dị sắc qua qua ngâm ếch một mực chờ thích hợp nó huấn luyện gia. Phía trước vài cái sớm biết được tin tức đại nhân vật hài tử đều muốn nếm thử thu phục nó, bất quá cuối cùng đều thất bại. Không biết ngài có muốn nếm thử một chút hay không? Cuối cùng tiến hóa là giáp hại nhẫn qua, tốc độ rất nhanh, vật công đặc công tương đối trung bình bảo khả mộng, cận chiến viễn chiến đều rất tốt, có thể thử một lần. Đã như vậy, vậy thì thử một lần đi. Tốt, vậy mời ngài lui ra phía sau một chút, chúng ta sẽ đem oa qua ngâm ếch lấy ra đào tạo thương tráo mở ra sau, màu xanh nhạt bong bóng ếch xuất hiện ở thanh trúc trước mặt, tinh tế đánh giá trước mặt cái này tuổi trẻ nhà huấn luyện. Đột nhiên, thanh trúc bên trong thân thể một loại kỳ dị lực lượng phun trào mà ra, cùng qua qua ngâm ếch trong nháy mắt nối liền cùng một chỗ, qua qua ngâm ếch cũng đột nhiên cảm thấy đồng tử phóng đại, có cái gì trong tối tâm ràng buộc liền cùng một chỗ, qua qua ngâm ếch trải qua cộng đồng tiến vào song phương trong tầm mắt ếch nhái được sinh ra trong một viện nghiên cứu chuyên cung cấp bảo khả mộng cho các huấn luyện viên mới sống cùng với những con ếch nhái khác trong tộc bởi vì màu sắc của bản thân không giống với những con ếch khác bị đàn ếch xa lánh những con ếch khác khi tụ tập chơi đùa chỉ có một con ếch là tự mình luyện tập tấn công bằng bọt khi những con ếch khác đang hưởng thụ mưa nhân tạo mang đến tắm rửa chỉ có nó ở trong rừng luyện tập thân pháp đối chiến có thể nói khi đồng loại đang hưởng thụ chỉ có khát vọng của nó trở nên mạnh mẽ, trở thành con giáp hại nhẫn oa cường đại nhất trong tộc quần. Ảnh hưởng chấm dứt, một người một ít liếc mắt nhìn nhau, thanh trúc trên mặt tràn ngập chân thành, mà oa oa ngâm ếch trong mắt cũng mang theo kiên định. Oa oa ngâm ếch, ngươi nguyện ý đi theo ta sao, chúng ta cùng nhau trưởng thành, đi lên cái kia không người biết được đỉnh phong. Hoa 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 không biết từ nơi nào lấy ra một cái tinh linh cầu phóng tới thanh trúc trong tay, chính mình dùng đầu nhẹ nhàng hướng phía trên dựa vào một cái, lập tức hóa thành một đạo hồng quang đi vào. Thanh trúc vốn đều chuẩn bị tốt cao cấp cầu, hiện tại xem cũng là hoàn toàn không cần, hoa hoa ngâm ếch là cố chấp niệm cựu một con ếch. Xem ra ngày cùng này chỉ hoa hoa ngâm ếch thật đúng là hợp ý đây. Nói như vậy, chúng ta liền đi lễ tân đăng ký đi. Hoa hoa ngâm ếch bồi dưỡng nói rõ chúng ta đã phát đến ngài bảo khả mộng đồ giám bên trong, về phần năng lượng khối vuông những thứ này, cũng sẽ sau đó gửi thư đến nhà của ngài bên trong, chúc ngài vui vẻ. Được, cảm ơn ngài. Thanh Trúc đem bảo khả mộng đồ dám kiểm tra một lần, cũng thu nhỏ lại bỏ vào trong túi, rời khỏi trung tâm bảo khả mộng. Chương 3 Về nhà Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Sau khi về đến nhà, Thanh Trúc trước tiên mang theo ếch ọc ọc làm quen với hoàn cảnh trong nhà một chút, búp bê ma tường đang làm việc nhà sau khi nhìn thấy cũng phi thường nhiệt tình chào hỏi Thanh Trúc và ếch ọc ọc. Con ếch cũng đáp lại bằng hai chữ qua qua. Dùng bảo khả mộng đồ dám lại mua trên mạng một ít khối năng lượng cùng dịch dinh dưỡng mình cần. Vì chỉ có hệ thống nước trong giai đoạn ếch nhái, chỉ cần bổ sung năng lượng hệ thống nước là đủ. Hiện nay, thông qua bảo khả mộng đồ dám, Thanh Trúc có thể biết được đặc tính của con ếch này là ẩn dấu đặc tính biến hóa tự nhiên nói cách khác muốn bồi dưỡng tốt trước mắt cái này chỉ oa oa bong bóng ếch chủ yếu nhất chính là đóng tiền để nó học được các loại thuộc tính kỹ năng trước mắt cần thiết nhất chính là học được kỹ năng hệ mặt đất còn có kỹ năng hệ băng từ đó ứng đối hai khắc tinh điện thảo của mình thanh trúc nhìn một chút kỹ năng hiện tại của ếch nhái có vỗ kích cơ bản nhất tiếng kêu cùng súng phun nước còn có gấp đôi trả lại chiêu thức rất có điểm lật ngược này sau đó liệt kê một danh sách đĩa cd chiêu thức bảo khả mộng mình cần mặt trên có gió đóng băng, tạp kỹ, yến phản, bảo vệ, bắn buồn, cấp tốc vòng vèo, khiêu khích, chùm sáng đóng băng, thế thân, lăng độc còn có bảo tuyết. Lập tức đem cái danh sách này phát đến thanh ba Bogaman man hào bên trong, để hắn tan tầm thuận tay mang về những này cần đĩa CD, sau đó lại cho oa oa s đeo lên trước chuẩn bị tốt thần bí giọt nước, để oa oa s càng tốt khống chế thủy hệ năng lượng, cũng hữu hiệu đề cao thủy hệ năng lượng uy lực. Sau đó Thanh Trúc liền mang theo ếch nhái đi vào trong hậu viện, nơi này vì trợ giúp một ít thân hữu gửi gắm một ít bảo khả mộng, có được vài loại địa hình, bao gồm rừng rậm cùng hồ nước. Trong hồ nước Thanh Mụ Lắp La Xê đang nhàn nhã ngủ thiếp đi, nhận thấy được Thanh Trúc đã đến, hơi hơi mở mắt hàm đầu, nhìn Thanh Trúc còn có bên cạnh oa oa ngâm ếch gật gật đầu, lập tức lại tiến vào mộng đẹp. Đồng thời trong hồ nước còn có bảo khả mộng do thúc thúc của Thanh Trúc nghiên cứu mấy con mễ lập lông và ăn hóng bá. Đây là một mối quan hệ cộng sinh khác với đo rồng Baruto và là một trong những chủ đề nóng hổi mới trong giới học thuật Pokemon. Còn có một con vịt nhuận thủy đặc biệt thích ca hát, cũng không biết chạy đi đâu chơi. Nơi này thì là để cho ếch nhái oa oa rèn luyện thủy hệ năng lượng sử dụng bao gồm bơi lội, trong nước đối chiến địa phương. Lập tức chính là hoàn cảnh rừng cây, nơi này cơ bản đều là điểu bảo khả mộng cùng trùng bảo khả mộng, thế nhưng trước mắt ở trong này chỉ có tiểu tiễn tước cùng một mộc kiêu, cái khác tạm thời còn không có đưa vào. Nơi này là phụ trợ ếch nhái luyện tập địa hình thực chiến, cung cấp thân pháp luyện tập địa phương, ở chỗ này ếch nhái có thể đem tính linh hoạt của bản thân phát huy đến cực hạn. Thanh Trúc lại mang theo oa oa ngâm ếch nhận thức một chút thanh ba cùng thanh mụ cái khác không có mang đi bảo khả mộng, trong đó bao gồm thanh ba miêu miêu trảm cùng luân cầm miêu còn có thanh mụ một đôi siêu năng dịu miêu, có thể thấy được cả nhà này đối với mèo vẫn là rất yêu thích. Này không, thanh mụ cũng đang chuẩn bị lại nuôi một con mới dịp miêu hoặc là miêu miêu. Mang hoa hoa bong bóng ếch đem trong nhà nhận lần sau đã tới gần giữa trưa, là cần chuẩn bị cơm trưa thời điểm. Thanh Trúc bắt tay vào chuẩn bị thức ăn cho mình và ếch nhái. Người nhà, rất đơn giản, toàn bộ điểm ăn lắp đầy bụng là được rồi, nhưng là hoa hoa ngâm ếch nơi này vẫn là có chút khó khăn. Ma tường nhân ngẫu vừa mới quét dọn xong sàn nhà, nhìn thấy Thanh Trúc vì chuẩn bị thức ăn bảo khả mộng mà trầu rỉ, liền tự mình rón rén đi tới, vỗ vỗ đầu Thanh Trúc, ông lên oa oa ngâm ếch, đi về phía phòng bếp. Trước chọn mấy cái quả cây, nhìn oa oa ngâm ếch yêu thích, cùng với thủy hệ năng lượng khối vuông phối hợp hương vị. Sau đó, sau khi lựa chọn ếch cracking kết thúc, phá vỡ trái cây và ép trái cây. Phần còn lại được trộn lẫn với khẩu phần Pokemon do Union Unifit cung cấp, cùng với các khối năng lượng và nước trái cây tạo thành bữa trưa của Ed. Thanh Trúc nhìn hết thảy trước mắt còn có chút không biết làm sao, sau khi bận rộn xong ma tường nhân ngẫu khoát tay lên lưng Thanh Trúc, trông đi trông dậy Thanh Trúc về sau nên làm như thế nào. Chỉ thấy Ed nhái ăn như hổ đói. Dù sao người có thể thành đại sự đều có được một khẩu vị tốt, Tết cũng giống như vậy, ăn no mới có thể có cơ hội trở nên mạnh mẽ không có gì bất ngờ xảy ra chính là, hoa hoa ngâm ếch lập tức liền có thể nên đón chính mình trận thứ nhất chính thức đối chiến. Thanh Trúc thậm chí cũng đã tìm tốt mục tiêu, có thể hữu hiệu rèn luyện hoa hoa ngâm ếch tự thân đặc điểm. Thanh Trúc không khỏi bội phục tính tiên phong của cha mẹ, như vậy có thể có đầy đủ địa điểm để rèn luyện kỹ xảo đối chiến của Bảo Khả Mộng. Liền buổi sáng cái kia chỉ đem Thanh Trúc đánh thức tiểu tiễn tước cũng rất tốt, tại rừng rậm hoàn cảnh tiến hành đối chiến, có thể đem qua qua ếch địa hình ưu thế tiến hành phát huy, đồng thời có thể rèn luyện qua qua ếch trúng mục tiêu, còn có thể tăng tiến cùng cha mẹ trong viện bảo khả mộng trình độ thân mật, cớ sao mà không làm đây. Vì thế, Thanh Trúc mỉm cười tìm tiểu tiễn tước trong rừng, đưa ra yêu cầu đối chiến, hơn nữa tự mình chuẩn bị tốt khối năng lượng hệ phi hành để hối lộ nó. Tiểu tiễn tước cũng là chủ nhân thấy khối vuông mở mắt, chim chip đồng ý đối chiến. qua hoa phao ếch, đây chính là chúng ta trận chiến đầu tiên A, à, để cho chúng ta nhìn xem chúng ta tràn buộc đi. Hoa hoa Tốt lắm, hoa hoa ngâm ếch, dùng bọc biển đem tiểu tiễn tước dính lại. bong bóng cũng không phải chiêu thức, nhưng là tuyệt vời bong bóng ếch tộc quần trời sinh tự mang một kỹ năng, có thể đem tiết ra bong bóng đảm đương vũ khí từ xa, hạn chế đối phương di động, cũng có thể dùng để đảm đương mặt nạ che mặt lọc ra vật chất có hại hơn nữa cho toàn thân dán lên bong bóng ếch có thể hữu hiệu chống đỡ công kích, là một loại sinh ra liền thích hợp đối chiến bảo khả mộng. Vì vậy Thanh Trúc muốn xem mức độ khống chế của ếch đối với bọt biển trông như thế nào. Bong bóng rất chuẩn xác đánh trúng trên người tiểu tiễn tước, tiểu tiễn tước Long Vũ bị làm ướt rất khó tiếp tục bảo trì trạng thái phi hành, thậm chí vô lực tiếp tục bảo trì vỗ cánh, chậm rãi rơi xuống đất. Chính thức hiện tại, hoa hoa bong bóng ếch, phi thường tốt thời cơ, sử dụng súng phun nước. Một phát thủy thương trúng mục tiêu, tiểu tiễn tước trên mặt lập tức hiện ra mũi hương mắt, ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, mất đi chiến đấu năng lực. Thanh Trúc tiến lên, phun thuốc trị thương cho tiểu tiễn tước, kéo nó xuống dưới bóng cây nghỉ ngơi. Hoa hoa hoa, làm rất tốt. Hoa hoa kỳ thật Thanh Trúc cũng thật không ngờ ếch nhái có thể dễ dàng thắng trận đối chiến này như vậy, nhưng vừa nghĩ đến tiểu tiễn tước nhà mình bình thường lười biếng cũng sẽ không ngoài ý muốn như vậy. Quả nhiên, Bí quyết duy nhất để bảo khả mộng trở nên mạnh mẽ chính là huấn luyện, chỉ có không ngừng huấn luyện mới có thể bảo đảm thực lực đủ cứng. Xem ra nên chế định một điều lệ cho huấn luyện ếch nhái. Thanh Trúc nội thầm nghĩ. Nhìn một chút đang bổ sung thủy hệ năng lượng qua qua ếch, Thanh Trúc nội tâm đã có ý nghĩ. Chương 4 Mang theo Froki dung nhập gia đình Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Kỹ năng đĩa CD trước mắt còn không có mua được đâu, chúng ta tạm thời không cần gấp gáp, ta cảm thấy ta có thể trước tiên đem điện quang lóe lên kỹ năng này học được, kỹ năng này cùng một kỹ năng khác, ảnh tử phân thân là chặt chẽ tương quan, phi thường khảo nghiệm ngươi đối với tốc độ khống chế lực lượng, hiện tại ngươi trước hết đối với lá cây sử dụng phách kích, đem chính mình biến thành bình thường hệ, cảm thụ một chút bình thường hệ lực lượng đi. Hoa 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 ngâm ếch tại một cái tác vỗ ra, bình thường hệ năng lượng tại trên người xuất hiện ra. Tốt lắm, Hoa hoa bong bóng ếch, ngươi thử một chút không ngừng mà ở thân cây nhảy nhót, hơn nữa mỗi một lần rơi vào thân cây phía trên sau đều phải sử dụng một lần vỗ kích. Hoa 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 gật gật đầu, không ngừng thử. Tại nuôi dưỡng nhà thời điểm, hoa hoa ngâm ếch vì tôi luyện chính mình, cũng đã rất nhiều lần thử nghiệm lực lượng huấn luyện, bởi vậy không ngừng mà nhảy nhót đối với hắn mà nói không tính là cái gì quá độ huấn luyện. Ngược lại loại tiết tấu huấn luyện này làm cho hắn phi thường hưởng thụ anh ấy thích quá trình trở nên mạnh mẽ. Hoa hoa ngâm ếch, ngươi bây giờ cảm thấy chính mình bình thường hệ năng lượng có nhất định khống chế sao? Những này là bình thường hệ năng lượng khối, ngươi ăn một cái đi xuống, lại cảm nhận một chút bình thường hệ năng lượng khởi động cảm giác, phối hợp loại xung lực này, đem năng lượng nhảy lên. Chân bình thường hệ năng lượng lượng nhất định phải phát huy đến cực hạn, lúc này nhất định không thể nghĩ khác, chỉ cần có bình thường hệ năng lượng bộc phát, như vậy mới có thể chậm rãi lĩnh ngộ đến điện quan chật lóe chiêu này cảm giác đến. Hoa hoa ngâm ếch nghe đến đó, tinh tế suy nghĩ một phen, cảm thấy Thanh Trúc nói tựa hồ có chút đạo lý như vậy, vì thế đem bình thường hệ năng lượng bao vây toàn thân, triệt triệt để để giống như một cái bình thường hệ bảo khả mộng đồng dạng, để cao chính mình bộc phát lực lượng, để cao tốc độ của mình. Thanh Trúc nhìn trước mắt tốc độ càng lúc càng nhanh hoa hoa ngâm ếch, không khỏi cảm thán lấp lánh bảo khả mộng thiên phú to cao, trước mắt qua qua ngâm ếch đã tiếp cận đến có thể mau ra tàn ảnh đến. Trong anime, ếch giáp hạ nhẫn của trí gia khi còn là giai đoạn ngâm ếch có thể phát huy điện quang lóe lên và phân thân ảnh tử đến mức tận cùng, mới có thể thể hiện ra tính cơ động cao của ếch. Đồng thời đây cũng là năng lực quan trọng nhất của chủng tộc nhẫn oa, bọn họ sẽ trở thành sát thủ nhanh nhẹn nhất trí mạng nhất sau khi huấn luyện xong, để cho đối phương không có chỗ ẩn giấu chỉ thấy toàn thân oa oa dâng lên năng lượng toàn bộ từ màu lam biến thành màu trắng dần dần ở trong di động xuất hiện bóng ma có một trận gió thổi qua oa 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 năng lượng phun ra ở thanh trúc trước mặt nhanh chóng biến mất ngay sau đó hóa ra tàn ảnh liên tục biến mất vài lần thân ảnh xuất hiện ở trên thân cây cũng cuối cùng vững vàng rơi xuống đất so với kỹ năng điện quang lóe lên này mà nói ít nhái có thể làm được chỉ là có thể đem tốc độ đạt thành mục tiêu dự định nhưng là tạo không thành thương tổn mang tính thực chất. Đây là nội dung chủ yếu mà sau này Thanh Trúc cần dẫn dắt ếch nhái tiến hành huấn luyện. qua hoa, hoa ngâm ếch rơi xuống đất về sau, tinh tế cảm thụ một chút thân thể của mình, vừa rồi huấn luyện thoáng có chút quá tải, để cho hắn thở hỗn hển, hơi hơi điều chỉnh. Bất tri bất giác, trời cũng đã sắp tối, qua hoa, hoa ngâm ếch nhưng không có nghĩ dừng lại ý tứ. Tốt lắm, hoa hoa ngâm ếch, ngươi đã rất lợi hại, tại trong thời gian ngắn ngủi liền nắm giữ điện quan chật lóe kỹ xảo, chúng ta không cần huấn luyện quá độ, hôm nay huấn luyện trước hết dừng ở đây đi, chúng ta đi trước tu chỉnh, ngày mai lại tiếp tục huấn luyện. Nghĩ hè còn thừa một tuần cuối cùng, ban chủ nhiệm nhiệm tại Porta mần quần bên trong nói khai giảng cũng sẽ có đối chiến khóa, nhưng chúng ta cũng không gấp gáp, trong vòng một tuần này ta nghĩ chúng ta còn có thể mạnh lên thật nhiều, ngươi xem như thế nào. Hoa hoa qua hoa gật gật đầu, làm trời sinh chiến sĩ hắn cũng hiểu được dục tốc tắc bất đạt đạo lý cũng không có phản bác thanh trúc hảo ý dừng động tác trong tay ngoan ngoãn đi theo thanh trúc trở về trở lại trong phòng không ngờ hai người bận rộn lớn là ba thanh và mẹ thanh đều đã trở lại ba thanh là kiểm sát trưởng đặc cấp trong liên minh văn võ song toàn rất được thủ tịch liên minh coi trọng mỗi ngày tăng ca đến rạng sáng là chuyện vô cùng thường xuyên mà mẹ thanh cũng có hiệu lực trong liên minh là tổ trưởng tổ nghiên cứu nghiên cứu mộng ảo cũng thường xuyên làm việc trong phòng thí nghiệm. Nhưng vì nên đón đồng bọn mới trong nhà, hai người lựa chọn hôm nay cho mình nghỉ ngơi, lựa chọn về đến nhà, tự mình xuống bếp. Nhìn đầy bàn mỹ vị, hoa hoa ngâm ếch con mắt đều thẳng, lúc trước tại sở nghiên cứu thời điểm, bình thường chỉ có thể ăn được bình thường bảo khả mộng thức ăn gia súc, ăn không được cái gì ăn ngon, đi theo thanh trúc sau trước ăn được bất đồng năng lượng đặc điểm năng lượng khối vuông, hơn nữa còn có thể thưởng thức được thật nhiều nhân loại mỹ thực. Hoa hoa ngâm ếch bắt đầu có chút trục trẻ không được. Dùng năng lượng bao lấy bàn tay nhỏ bé, ăn ngấu nghiến, đột nhiên có cảm giác xa đọa. Hoa hoa ngâm ếch, không vội, chậm rãi ăn. Thanh mụ vẽ mặt từ ái nhìn trước mặt con ếch này, thoạt nhìn vẫn là phi thường có nhiệt tình, liền hướng về phía này cổ nhiệt tình, cũng rất được thanh mụ yêu thích. Thanh ba nói ra. Thanh trúc a, à, nghe nói cái này chỉ hoa hoa ngâm ếch ở sở nghiên cứu thế nhưng là ngạo kiều rất a. À nghe nói ngay cả hổ thành quán quân nhi tự đến cũng không để cho hắn mở to mắt nhìn một chút, ngươi là như thế nào để cho hắn tín nhiệm ngươi, tán thành ngươi. Cái này, ta nghĩ có thể là bởi vì mị lực cá nhân của ta. Thanh Trúc tự kỷ nói. Hoa 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 khinh thường địa liếc mắt một cái Thanh Trúc, tiếp tục ăn trước mặt mình ăn ngon, có chút khịt mũi coi thường hương vị ở trong đó. Hoa hoa ngâm ếch, kỹ năng của ngươi đĩa CD đều đã chuẩn bị tốt, đợi lát nữa ta sẽ đem chúng nó cho đến thanh trúc nơi này, ngươi huấn luyện tiến độ nhất định phải dựa theo có thể tiếp nhận trình độ đến, ngàn vạn lần không nên huấn luyện quá độ rồi, vừa rồi lúc trở về liền nhìn thấy ngươi khắc khổ, nhưng nhất định phải ở phát huy tiềm năng dưới tình huống không thể tiêu hao quá độ tiềm năng, như vậy mới có thể làm ít công to. Thanh Ba nói, à đúng rồi, bên này còn có ta mới từ phòng thí nghiệm lấy ra oa oa ếch bồi dưỡng sổ tay, là ông ngoại ngươi trước đó tổng kết qua, ta nghĩ hẳn là sẽ đối với ngươi có trợ giúp. qua hoa ếch đặc tính là biến ảo tự nhiên đúng không? Quyển này đào tạo sổ tay có chuyên môn nhằm vào biến ảo tự nhiên đặc tính hoa hoa ếch chiêu thức huấn luyện phương pháp, có thể cho ngươi nhìn ít đi một chút đường vòng. À đúng còn có, Thủy hệ Thiên Vương gần đây muốn bắt đầu công khai dạy học Thủy hệ Bảo Khả Mộng bồi dưỡng cùng đối chiến kỹ xảo, ngươi muốn hay không đi xem một chút, nếu như ngươi có nhu cầu này ta đây liền để cho hắn tuyển ngươi vì hiện trường may mắn người xem tiến hành một chọi một đối chiến chỉ đạo, đề cao một chút qua qua phao ếch đối chiến kỹ xảo, hơn nữa thủy hệ thiên vương thế nhưng là có một con thực lực cực kỳ cường đại giáp hạ nhẫn oa vừa vặn có thể cho qua qua phao ếch đặt húng một. Phen, ngươi ý như thế nào? Vậy thật tốt quá, cha. Cái này cần con ngày nào đi qua a à? Liền ngày mốt buổi tối, ngươi ngày mai cho oa qua ngâm ếch huấn luyện lượng hơi giảm bớt một chút lưu tốt tinh lực sau đó nhiều cho oa oa ngâm ép bổ sung thủy hệ năng lượng ngày mai ngươi đi theo mẹ ngươi đi một chuyến sở nghiên cứu đi đi học tập một chút bảo khả mộng đồ ăn chế tác đừng làm phiền ma tường nhân nẫu đến hiệp trợ ngươi để oa oa ngâm ép tự mình rèn luyện trong sân không vừa vặn có một con nhuận thủy việc sao vừa vặn hai người bọn họ làm bồi luyện lẫn nhau đợi lát nữa ta đi cùng công việc kia nói một tiếng đầy trời ở trong sân đi dạo ca hát cũng không phải chuyện tốt vừa vặn hẳn là nhiều luyện tập đến. Giờ này khắc này ở một góc sân con Việt ca hát đột nhiên hát xì một cái, hắn vẽ mặt che kín cọ sát đầu của mình một chút, vẽ mặt không quá thông minh, lựa chọn tiếp tục hát. Chương 5 Thủy hệ chi đạo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Các vị huấn luyện gia, hoan nghênh đi vào thủy hệ thiên vương hải vĩnh giảng đường dạy học. Hôm nay Hải Thiên Vương sẽ vì mọi người giảng giải thủy hệ bảo khả mộng chăn nuôi cùng huấn luyện đối chiến kỹ xảo. Tiếp theo chúng ta lấy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh Hải Thiên Vương. Chào các huấn luyện viên, tôi là Thủy Hệ huấn luyện viên Hải Vĩnh, một ít tri thức thâm ảo chúng ta không nói nhiều ở đây, tôi cũng chia sẻ một chút quan điểm cá nhân của tôi đi. Đầu tiên, Thủy Hệ bảo khả mộng với tư cách là bảo khả mộng chủng loại nhiều nhất trên thế giới, chúng ta có thể ở bất cứ nơi nào trên thế giới đều có thể nhìn thấy. Thủy Hệ bảo khả mộng nắm giữ năng lượng Thủy Hệ nơi bản nguyên nhất thế giới, là năng lượng tinh khiết nhất nhu hòa nhất biến hóa nhiều nhất thủy hệ bảo khả mộng đối với nước ỷ lại có cao có thấp năng lực sinh tồn mạnh nhất lý ngư vương cho dù là một bãi nước bẩn cũng có thể ngoan cường mà sống sót nếu như là khải lộ địch âu loại này truyền thuyết bảo khả mộng thì truy cầu thế gian tinh khiết nhất nguồn nước người mới huấn luyện gia khi nuôi dưỡng thủy hệ bảo khả mộng cần chú ý nhất chính là tích lũy năng lượng thủy hệ thủy hệ bảo khả mộng là người điều khiển nước tự nhiên là bảo khả mộng gần với tự nhiên nhất thủy hệ lực lượng chính là bổn nguyên lực của tự nhiên đem bổn nguyên lực hóa thành năng lượng của mình đây mới là lực lượng lợi hại nhất cương đại thủy hệ bảo khả mộng tỷ như gai oka trong truyền thuyết năng lực của nó đủ để hủy diệt một mảnh đại lục bắt phong hóa thân thủy quân có thể tinh lọc nguồn nước toàn thế giới tẩy rửa tâm linh mọi người bởi vậy chúng ta có thể thấy thủy hệ năng lượng là có thể lấy nhu khắc cương hoặc là nói là có thể cương nhu kết hợp. Nước nhìn như ôn hòa, tại cùng bạo thời điểm cũng có được diệt thế lực hủy diệt. Thiện biến nhất năng lượng, cũng đắp nặng ra lý ngư vương. Bạo lý long sửu sửu ngư. Men nút thần kỳ tiến hóa chuỗi, cũng còn có thể có ngơ ngác thú nhiều loại tiến hóa tình huống. Cho nên, thủy hệ năng lượng đối với thủy hệ bảo khả mộng mà nói đều là trở thành cường giả bước đầu tiên. Thủy hệ năng lượng khối, thần bí dọc nước đều là có thể đầy đủ cho thủy hệ bảo khả mộng bổ sung năng lượng. Nếu như huấn luyện viên thật sự không có đầy đủ điều kiện, như vậy ta muốn dẫn thủy hệ bảo khả mộng đi vào trong núi, ở một chỗ thanh lưu, lệnh cho bảo khả mộng ở trong đó luyện tập thủy hệ chiêu thức, cũng là phương pháp vô cùng hữu dụng. Ở trong nước tinh khiết cảm ngộ thủy, ở trong nước tẩy rửa sử dụng thủy hệ chiêu thức, cái này sẽ làm thủy hệ bảo khả mộng đạt được càng nhiều lý giải. Thủy hệ chiêu thức bồi dưỡng không cần câu nệ kỹ năng để CD sử dụng, đôi khi mang nhiều thủy hệ bảo khả mộng quan sát người khác đối chiến, cảm thụ nước từ vật chất hóa thành hình thái quá trình. Thủy nhu hòa chỉ có trong vô số lần va chạm kịch liệt mới có thể trở nên cuồng bạo. Quá trình thủy hệ bảo khả mộng trở nên mạnh mẽ đều tuân theo quy tắc tự nhiên này. Bởi vậy tăng cường sử dụng chiêu thức cùng với hiểu biết sâu sắc về đối chiến sẽ trở thành pháp môn duy nhất để thủy hệ bảo khả mộng trở nên mạnh mẽ lấy bảo khả mộng của ta làm ví dụ mọi người đều biết chiêu bài bảo khả mộng của ta là giáp hại nhẫn ếch và bảo lý long hai bảo khả mộng này đều là bạn đồng hành sớm nhất của ta quá trình huấn luyện của chúng ta cũng là từng bước một chậm rãi nhất là bảo lý long nó vẫn là bảo khả mộng ta đã thu phục từ thời lý ngư vương lý ngư vương ban đầu chỉ có thể học được nước bắn tung tóe và va chạm nhưng nước bắn tung tóe chưa hẳn không thể trở thành một phần trợ lực để rèn luyện chiêu thức thủy hệ nhảy trong nước có thể tinh tế thưởng thức dao động trong nước chậm rãi cảm thụ cảm giác dòng nước chảy qua toàn thân mình cho nên sau khi tiến hóa thành bạo lý long nó có thể chân chính trở thành cái kia đại hung tàn có lực lượng thủy hệ cường đại cho nên đây cũng là điều ta muốn nói với mọi người với mỗi một nhà huấn luyện thủy hệ bất luận bảo khả mộng của ngươi mạnh hay yếu tư chất tốt hay bình thường đều không được rời khỏi thủy chi bản nguyên đối với việc huấn luyện bảo khả mộng phải luôn nắm chắc căn bản này như vậy mới có thể làm cho thủy hệ bảo khả mộng của mình đạt được tiến bộ nhảy vọt mình mới có thể trở thành nhà huấn luyện thủy hệ đạt tiêu chuẩn tiếp theo ta sẽ giảng giải cho mọi người kỹ xảo đối chiến của thủy hệ bảo khả mộng kính mời nhà huấn luyện thanh trúc lên đài phối hợp với ta thanh trúc ở dưới đài nghe tọa đàm học hỏi kinh nghiệm nghe đến mê mẩn nghe được sau khi gọi mình vội vàng đi lên đài hướng Hải Vĩnh chào hỏi. Sau đó cũng hướng hiện trường cùng với xem trực tiếp người xem chào hỏi, toàn bộ quá trình không nhanh không chậm, phong khinh vân đạm, rất có đại tướng phong phạm, rất được Hải Vĩnh tán thưởng. Các vị khán giả các bằng hữu, Thanh Trúc Đồng Học bây giờ chỉ là một cái sắp đi vào cấp 3 tân thủ huấn luyện gia, hắn ban đầu bảo khả mộng chính là thủy hệ hoa hoa ngâm ếch. Phía dưới liền do Thanh Trúc đến phối hợp ta vì mọi người giảng giải. Thanh Trúc Đồng Học, kính xin ngươi đem oa oa ngâm ếch thả ra. Được rồi, đi ra đi, oa oa ngâm ếch. Dị sắc oa oa ếch vừa xuất hiện, liền khiến cho rất nhiều người hâm mộ ghen tị hận. Không chỉ là ngự tam gia, còn là dị sắc ngự tam gia, loại này bảo khả mộng đều là có thể nghe mà không thể thấy được khi hữu tồn tại. Nhưng đỏ mắt thì đỏ mắt, Thủy Hệ Thiên Vương đều nhận thức cao tam sinh trước mặt này, đủ để nói rõ hắn bất phàm đối với bảo vật của người như vậy mà mơ ước cũng giống như muốn chết được vậy ngươi cũng ra đi giáp hạ nhẫn qua. hải vĩnh gọi bảo khả mộng giáp hạ nhẫn qua ra một cổ khí thế cường đại làm cho oa oa hai mắt đều trợn tròn đối mặt chính mình cuối cùng tiến hóa hình oa oa phao ếch không khỏi động dung nguyên lai đây chính là tương lai chính mình sao giáp hạ nhẫn qua cấp bậc thiên vương xung quanh tự mang năng lượng thủy hệ lưu động làm cho cả hội trường chậm rãi ướt át đồng thời mang đến một loại uy áp đến từ thiên vương bình thường mới sinh cấp bậc bảo khả mộng gặp phải loại uy áp này thường thường đều sẽ mất đi dũng khí đứng lên mà oa oa ếch vẫn tròn trị trừng mắt to của mình từ trên xuống dưới từ trái sang phải quét mắt không mang theo bất kỳ sợ hãi nào đối với việc này hải vĩnh không khỏi tỏ vẻ tán thưởng không phải bất kỳ bảo khả mộng nào cũng có thể gánh vác được uy áp của thiên vương nhất là bảo khả mộng đối mặt với cấp bậc thiên vương của tộc quân mình, thường thường đều thể hiện ra thần phục, đây là một loại kính sợ đối với cường giả ở sâu trong xương cốt bảo khả mộng. Thanh trúc đồng học, ếch nhái của ngươi, rất tốt. Kính xin hải thiên vương chỉ giáo. Được, vậy sau đây chúng ta sẽ nói về thủy hệ bảo khả mộng đối chiến. Đầu tiên mặc kệ là bảo khả mộng gì, chúng ta đều phải ưu tiên làm quen với chiêu thức của chúng, bao gồm tên chiêu thức, thuộc tính chiêu thức, hiệu quả chiêu thức cùng với trình độ nắm giữ của bảo khả mộng đối với chiêu thức rất nhiều tân thủ huấn luyện gia tại thời điểm đối chiến thậm chí không biết hiệu quả của chiêu thức thường thường sẽ mất đi tiên cơ đối chiến do đó dẫn đến chính mình tiến vào thế yếu rất nhiều lúc bảo khả mộng đối chiến nguyên nhân căn bản chính là huấn luyện viên bản thân huấn luyện viên chỉ huy cần đối với chiêu thức hiểu sâu sắc hơn nữa căn cứ đã có chiêu thức chế định chiến thuật đây là bảo khả mộng đối chiến cơ sở cũng là huấn luyện viên trở nên mạnh mẽ nhất định phải đi đường. Hiện tại ta muốn mời Thanh Trúc đồng học cùng ta tiến hành một hội đối chiến. Ta muốn nhìn một chút Trúc đồng học đối với oa oa S đối chiến các loại nhân tố lý giải. Lúc này, Giáp Hạ Nhẫn oa chỉ biết tiến hành phòng thủ cùng lẫn tránh, Thanh Trúc đồng học, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Chuẩn bị tốt, Hải Thiên Vương, vậy ta liền bắt đầu công kích. Chương 6. Thực chiến dạy học bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hoa hoa hoa, sử dụng điện quang lóe lên cướp công. Hoa hoa bong bóng ếch đem vẫn là không có rất thuần thuộc điện quang lóe lên sử dụng đi ra, trên thực tế đã vượt qua một ít nắm giữ bản kỹ năng bình thường bảo khả mộng, đồng thời đem thuộc tính của mình chuyển biến thành bình thường hệ. Không thể không nói đúng là một ý nghĩ tốt, bất quá điện quang lóe lên thương tổn cũng không cao, mà không phải thủy hệ bổn hệ chiêu thức, hiệu quả cũng sẽ không tốt lắm chỉ thích hợp dùng cho đối thủ minh sát yếu hơn mình thời điểm. Giáp hại nhẫn oa, ảnh phân thân. Điện quang lóe lên sử dụng cũng phải xem tốc độ chênh lệch giữa hai bên, nếu tốc độ chênh lệch khá lớn, điện quang lóe lên trước mặt đối phương không khác gì tặng đầu người. Chúng ta nhất định phải mở rộng ưu thế của bảo khả mộng, lấy sở trường của mình công sở của người khác. Hoa hoa ngâm ếch ưu thế lớn nhất chính là, hắn có thể dùng cổ chỗ bọc biển đối với đối phương tiến hành quấy nhiễu đồng thời, che giấu chính mình bước tiếp theo ý đồ, từ đó đạt thành một loại xuất kỳ bất ngờ tiến công hiệu quả. Đồng thời oa oa ngâm ếch thân hình tương đối nhỏ, so với giáp hại nhẫn ếch tới nói còn có thể làm được càng thêm linh hoạt một ít. Khả năng cơ động của rút phốt vẫn rất tuyệt vời, vì vậy bạn hoàn toàn có thể tích cực áp dụng điều này và để Crook phốt tập luyện tốc độ tốt trong giai đoạn đầu tiên, từ đó tạo ra một nền tảng vững chắc cho việc tiếp theo. Hải Thiên Vương, Thủ Giáo Hoa hoa ngâm ếch, đem cổ bọc biển ở chung quanh khuếch tán ra. Giáp hại nhẫn oa, thủy chi ba động. Năng lượng thủy hệ màu lam trên người giáp hại nhẫn oa dâng lên, sau khi cố ý khống chế tốt lực lượng thì chuyển mình thành thủy hệ, phóng thích chiêu thức ra ngoài. Qua hoa, hoa bong bóng ếch nhanh chóng tránh đi, sau đó sử dụng súng phun nước. Qua hoa, hoa bong bóng ếch cũng đem chính mình biến trở lại ban đầu thủy hệ, càng tốt sử dụng bản hệ chiêu thức thể hiện ra sức chiến đấu của mình đến giáp hạ nhẫn qua, ăn phát thủy thương này, đồng thời ảnh tử phân thân. Rút rốt, sử dụng súng phun nước với tất cả sức mạnh của bạn. Kỹ năng thương tổn rất tốt, ngược lại là vì tiếp theo học được càng nhiều thủy hệ viễn công kỹ năng đánh hạ kiên cố cơ sở, về sau học thủy chi ba động cùng thủy pháo thời điểm sẽ dễ dàng một ít. Nhưng là đối với thủy thủ kiếm ảnh hưởng không lớn. Thủy thủ kiếm kỹ năng này có thể viễn công có thể cận chiến càng nhiều vẫn là cần qua 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 tiến hóa thành qua 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 sau có thể chậm rãi cảm nhận được, giai đoạn hiện tại không cần cân nhắc vật công, cự ly gần giao chiến. Lựa chọn huấn luyện súng phun nước là phi thường chính xác, nhìn ra được ngươi đối với ếch nhái vẫn là tương đối đúng chỗ. Tốt, vậy ta liền tiếp tục trước nhằm vào qua qua phao ếch viễn công đặt công thủ đoạn tiến hành bồi dưỡng. Ngài nhìn lại qua qua phao ếch nắm giữ một cái khác kỹ năng A. Một cái kỹ năng khác, ngươi để cho oa oa ngâm ếch thử một lần, ta nhìn xem như thế nào luyện tập đến. Vậy cần ngài phối hợp một chút, tiến hành công kích ếch nhái. Công kích sao? Đó chính là di truyền đến chiêu thức hoàn trả gấp đôi, giáp hạ nhẫn oa có chút không thích hợp, vậy trở về đi, giáp hạ nhẫn oa, sau đó giao cho ngươi, kiệt ni quy. Gia dông, không hổ là hải thiên vương A, toàn thân ruột kiệt ni được bồi dưỡng tương đối đúng chỗ bộ dáng rất có sức sống a à, khán giả phía dưới bình luận. Thanh Trúc đồng học, tiếp theo ta cần phải công kích, kiệt ni quy, sử dụng súng phun nước. Một phát súng phun nước uy lực 10 phần phun ra, lao về phía ếch nhái. Hoa hoa hoa, gấp đôi phụng hoàng súc lực, sử xuất toàn lực đem kỹ năng này ăn xuống. Gấp đôi phụng vẫn là một cái cần súc lực chiêu thức, tại súc lực giai đoạn vẫn là bảo lưu nguyên lai thủy hệ, bị súng nước trúng mục tiêu sau bị thương tổn cũng không cao, cùng lúc đó oa 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 tại gấp đôi phụng hoàng dưới tác dụng chuyển thành cách đấu hệ một cái mãnh liệt cách đấu hệ năng lượng phun trào ra hướng Jenny rùa bay đi kiệt ni quy sử dụng bảo vệ năng lượng màu xanh lá cây bên ngoài dâng lên khiến cho con rùa Jenny phải chịu đựng gấp đôi thanh trúc đồng học oa oa ngâm ếch gấp đôi hoàng trả kỹ năng này nắm giữ phi thường tốt a các ngươi lén một mực luyện tập một chiêu này sao em kỳ thật cũng không có đây là ta lần đầu tiên chỉ huy oa oa bong bóng ếch sử dụng chiêu này, trước đó đều là oa oa bong bóng ếch tự mình luyện tập đi. Xem ra, oa oa ngâm ếch tự thân ngộ tính vẫn là rất cao, có thể đem gấp đôi phụng hoàng vận dụng xảo diệu như thế, cái này có thể trở thành mấu chốt trận đấu lực ngược thần kỹ sử dụng, tại không có cuối cùng trở thành giáp hạ nhẫn oa thời điểm, có thể một con cho kỹ năng này lưu một cái kỹ năng vị, tại trận đấu thời điểm sử dụng. Vừa rồi bảo vệ nếu như không có dùng đến, Kiệt Ni Quy hơn phân nửa là bị thương nặng, nhưng mấu chốt của kỹ năng này chính là làm sao có thể ở thời điểm bị kỹ năng mấu chốt của đối phương trúng mục tiêu còn có thể cam đoan có thể chống đỡ được. Vì vậy, trong khi huấn luyện tốc độ và sự nhạy bén của s Kêu, chúng ta cũng cần thực hành khả năng chống thương và thể lực của s Kêu. Dù sao bảo khả mộng đối chiến thủy chung tuân theo một cái nguyên tắc, chính là sống mới có xuất phát, ngươi cần để cho Oa Oa Ếch trở thành một cái linh hoạt chiến sĩ là xa xa không đủ tốt nhất có thể trở thành một cái linh hoạt xe tăng mới được. Ta đây liền nhằm vào một chút qua qua phao ếch thể lực trước tiến hành huấn luyện đi, đem qua qua phao ếch cơ sở kháng thương năng lực trước nâng lên, đem thể lực cùng tốc độ kết hợp, công kích chiêu thức huấn luyện quyền trọng có thể hơi giảm xuống một điểm đúng không? Công kích có thể là dệt hoa trên gấm sau khi đặt nền móng tốt. Về sau rất nhiều giáp hại nhẫn qua đều là song công lưu, không có tố chất thân thể tốt làm sao có thể làm được. Ta đã hiểu đa tà hải thiên vương dạy bảo càng nhiều nội dung còn cần chính ngươi nhiều hơn đi cảm ngộ huấn luyện gia con đường này tương đối dài dằng dặc ngươi muốn học được đồ vật còn nhiều lắm đâu rồi ngươi là rất có thiên phú huấn luyện gia Hoa oa ngâm ít càng là tiềm lực phi phạm bảo khả mộng ta tin tưởng các ngươi tổ hợp nhất định có thể dần dần đi xa nhất định sẽ chúng ta sẽ không phụ kỳ vọng của ngài ngày này không thể nghi ngờ là để cho thanh trúc được lợi không nhỏ phía sau người dẫn chương trình càng nhiều thứ thanh trúc cũng không quá để ý đi nghe, chỉ là đang tỉ mỉ phân tích mỗi một câu hải vĩnh vừa rồi nói, hấp thụ chất dinh dưỡng, đem nó hóa thành kinh nghiệm quý giá nhất. Mỗi một câu nói hôm nay đều trở thành nền tảng trên con đường thành công của Thanh Trúc. Chương 7 Chợ đêm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hoa hoa ngâm ếch, thế nào, cảm thấy phòng tập thể dục bên trong rèn luyện còn có thể tiếp nhận sao? Hoa hoa. Từ sau khi cùng Hải Vĩnh Thiên Vương lấy kinh xong, phía sau liền ba ngày Thanh Trúc đều mang theo ếch nhái cùng nhau vượt qua trong phòng tập thể thao. Nếu như muốn bồi dưỡng ra bảo khả mộng cường đại, tổ chức thân thể của người huấn luyện cũng không thể hạ xuống. Mega tiến hóa đối với huấn luyện viên cùng bảo khả mộng ràng buộc, càng cần huấn luyện viên cũng có đầy đủ khỏe mạnh thân thể. Hoa hoa ngâm ếch, thế nào, ngươi xem cơ bắp của ta có phải hay không cũng khỏe mạnh một vòng. Hoa hoa. Hoa 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 nghiêng đầu đi qua, vẻ mặt khinh thường. Thấy thế, Thanh Trúc cũng chỉ có thể mỉm cười một chút, giảm bớt xấu hổ của mình. Hoa hoa ngâm ếch, buổi tối hôm nay có cái chợ đêm, chúng ta muốn hay không đi dạo một vòng, nhìn xem có cái gì thích hợp đạo cụ, hoặc là có cái gì có thể đề cao ngươi sức chiến đấu bảo khả mộng đồ ăn, ngươi nói như thế nào? Hoa hoa, hoa hoa. Hoa hoa ngâm ếch hiển nhiên cũng không rõ chợ đêm là cái gì, nhưng nghe được cùng đạo cụ, đồ ăn có liên quan, cũng biểu đạt ra tò mò. Vậy cứ quyết định như vậy đi, ban ngày hôm nay luyện không ít, chờ ta tắm rửa, ngươi cũng đi xong lên người, chúng ta liền xuất phát. Thanh Trúc cũng không có đem oa hoa ngâm ếch thu hồi lại tinh linh cầu bên trong, lựa chọn để oa hoa ngâm ếch ngồi sổng trên bả vai của mình, theo mình đi dạo khắp nơi. Kỳ thật gì sắc oa hoa ếch cùng bình thường oa hoa oa ếch màu sắc chênh lệch cũng không phải rất lớn, không nhìn kỹ vẫn là khó coi đi ra, cho nên Thanh Trúc vẫn là tương đối yên tâm mà có thể đem qua oa oa ít thả ra. Người qua đường thường cũng chỉ hâm mộ trên người hắn là ngự tam gia mà thôi. Quay hàng trong chợ đêm rất nhiều, hàng bán rực rỡ muôn màu, có không ít khoáng thạch giàu năng lượng như thủy chi thạch, hỏa chi thạch, lôi chi thạch. Thanh Trúc ngược lại là muốn cho Oa Oa phao ếch mua một khối thủy chi thạch, nhưng là bên này thủy chi thạch rõ ràng độ tinh khiết cũng không phải rất cao, đối oa oa phao ếch mà nói rất khó đề cao tự thân năng lượng khống chế. Thủy Chi Thạch Thanh Trúc có độ tinh khiết cao đã nhờ ba thanh đi tìm rồi, tranh thủ cùng với rồng lành tìm được cho Thanh Trúc. Cũng may oa oa ếch đã mang theo thần bí giọt nước, tạm thời cũng không có càng nhiều đối với thủy hệ năng lượng đạo cụ nhu cầu, có lẽ đối với đạo cụ yêu cầu cũng không có rất cao đi. Vì thế Thanh Trúc vẫn là lựa chọn mang theo oa oa ngâm ếch đi tới Mỹ thực quầy hàng đến, bên này có đủ loại các loại bảo khả mộng đồ ăn, thậm chí còn có ngơ ngác thú đuôi cùng đại hành việc hành lá làm bánh tráng. Thanh Trúc đối với bảo khả mộng làm đồ ăn rất chán ghét, liền không làm nhiều dừng lại, mang theo oa oa ngâm ếch đi ăn bảo phù lôi. Bảo phù lôi chính là nhằm vào bảo khả mộng lục duy mà thiết kế một loại bánh ngọt chuyên thuộc về bảo khả mộng, hương vị phi thường tốt, có sữa tươi bò tót ở bên trong, đối với bảo khả mộng sơ cấp hấp dẫn rất lớn, ếch nhái cũng không ngoại lệ. Thanh Trúc một hơi mua 30 cái bảo phù lôi, bị Hoa Hoa ngâm ếch trực tiếp mười 15 cái. Sau khi ở một cái, Hoa Hoa ngâm ếch mới hài lòng đình chỉ ý niệm tiếp tục ăn, giãn ra một chút thân thể của mình, ánh mắt hiếp lại. Thanh Trúc cũng tuốt 30 cái sâu, sờ sờ bụng, tiếp tục đem Hoa Hoa ngâm ếch đỉnh ở trên vai. Rất nhanh, bọn họ lại đi ngang qua một cái buôn bán ấu sinh Bảo Khả Mộng cùng với Bảo Khả Mộng đảng quay hàng. Bảo Khả Mộng trong này phần lớn đều là tiểu lạp đạt, lục mau trùng, độc giác trùng cũng rất ít. Nhưng đối với nhà huấn luyện tân thủ bình dân mà nói, những bảo khả mộng này vẫn tương đối hữu hảo. Lạp đạt sau khi tiểu lạp đạt tiến hóa có thần kỹ tất sát trăng cửa, sâu lông xanh sau khi tiến hóa ba đại hồ có thể học được kỹ năng niệm lực siêu năng hệ này, độc giác trùng cuối cùng tiến hóa thành đại châm phong, càng có thể trở thành tồn tại phi thường cường lực tức chiến lực. Bất quá những thứ này đều rất khó đã động lòng thanh trúc. Trung hệ bảo khả mộng phần lớn là giai đoạn đầu bảo khả mộng, ở phía sau sẽ tương đối mệt mỏi, mặt bị khắc chế rất nhiều. Thiên vương yếu nhất trong 18 hệ thiên vương của Long Quốc cũng là trùng hệ thiên vương, cho dù là thảo hệ vẫn bị lên án, đối mặt trùng hệ cũng vẫn có lực đánh một trận. Ngoài ra còn tồn tại một ít đánh bạc trứng khu vực, Thành Trúc biết mình không có cái khác xuyên qua đồng liêu như vậy hệ thống, muốn đánh bạc trứng căn bản không có cơ hội gì, ngẫm lại cũng liền thôi vạn nhất sâu lông xanh đi ra không trưởng thành được liệt không tọa, mình vẫn phải chịu trách nhiệm. Cuộc sống về đêm vẫn là phi thường phong phú, bất quá một mực ăn cũng chỉ biết tẻ nhạt vô vị, chỉ có đối chiến mới có thể thỏa mãn đối chiến cùng nhân am am, 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 gt, bên trong con ếch. Trên cơ bản trong chợ đêm đều sẽ tổ chức loại nhỏ bảo khả mộng đối chiến, thành Trúc còn đang tinh tế chọn lựa có lời nhất cái kia tham gia, có thể cho oa oa ngâm ếch xem xét đến thích hợp đối thủ. Bất quá, đột nhiên có một quảng cáo rất chói mắt hấp dẫn Thanh Trúc. Đó là hoạt động đối chiến của công ty Mát. Tiệc đối chiến ở kiếp trước PTCG cũng có, là tám thuộc tính thẻ bài trực tiếp tiến hành cấu trúc so đấu hình thức, mà nơi này lại là nhằm vào tân thủ huấn luyện gia một loại tranh tài. Nơi này tiến hành đối chiến bảo khả mộng thực lực cũng sẽ không cao lắm. Mục đích của nó chủ yếu là khai cuộc các huấn luyện viên trẻ có tiềm năng, cung cấp nguồn lực để bồi dưỡng, cung cấp nhân tài sẵn sàng chiến đấu không ngừng cho Long Quốc. Thân là đệ tử dòng chính của Liên minh, Thanh Trúc tự nhiên không cần công ty mã khắc bồi dưỡng. Bất quá công ty mã khắc thưởng cho quán quân đối chiến party là một hộp cơ lực chi vũ. Điều này đối với ếch nhái vật công đề cao là rất có trợ giúp, tuy rằng ếch nhái giai đoạn hiện tại đối với vật công nhu cầu cũng không cao, nhưng là tiếp theo nếu như muốn học được cư hợp trảm kỹ năng này không có vững chắc vật công cơ sở là không thể thực hiện được. Hoa wow, hoa wow, hoa, wow. ngươi đối với cái này đối chiến party hứng thú như thế nào? Quát 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 quát, tốt, ngươi đã như vậy có ý chí chiến đấu, vậy ta liền đi báo danh, vừa vặn ngươi cũng tiêu tiêu thực, hoạt động hoạt động, đánh xong trận đấu nếu đói bụng chúng ta vừa vặn tiếp tục ăn đi. Hoa wow, hoa. Wow. Chương 8 Đối chiến party, bên trên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Xin chào, tôi tới báo danh đối chiến party. Chờ một chút. Đăng ký cho ngài một chút, ngài là số 7 của party tổ thứ tư tối nay, mời ngài đến khu vực liên quan chờ đợi, chuẩn bị. Thời gian hết hạn tiêu thụ hạt nhân của tổ này còn 10 phút, nếu trong vòng 10 phút không có tuyển thủ thứ 8 tham dự, sẽ trực tiếp bắt đầu thi đấu. Trong lúc chuẩn bị chiến đấu, Thanh Trúc cũng không nhàn rỗi, cẩn thận lật xem sổ tay đào tạo ếch, tinh tế suy tư kế hoạch huấn luyện tiếp theo. Hoa hoa ngầm ếch cũng liền hiếp mắt đợi, không có chút nào khẩn trương cảm giác thậm chí còn biểu hiện ra một tia thích ý đến. Lúc này đột nhiên một cô nương ngồi vào vị trí chuẩn bị chiến đấu bên cạnh hắn. Đồng thời trong ngực còn ông một con y bố mập mạp đô đô, nhìn bộ lông sáng bóng, bồi dưỡng hẳn là phi thường tốt, toàn thân y bố phím màu vàng sữa, có chút cảm giác dị sắc, nhưng lại giống như không phải. Thanh Trúc cùng nàng nhìn nhau, lại tiếp tục lựa chọn lật xem hướng dẫn của mình. Đài phát thanh bắt đầu vang lên. Phía dưới sắp bắt đầu nhóm thứ tư đối chiến bên hạt nhân tiêu thụ, mời các vị huấn luyện viên chuẩn bị sẵn sàng. Xin dựa theo ngẫu nhiên rút ra số thứ tự đi tới đối chiến trường. Một số đối chiến 6, hai số đối chiến 3, bốn số đối chiến 8, năm số đối chiến 7. Thụy sĩ vòng thứ nhất trận sắp bắt đầu. Thanh Trúc đi tới đối chiến trường của mình, cùng đối thủ liên hệ tin tức sau đó, để cho một bên oa oa ếch nhảy lên sân đối chiến đối thủ sử dụng là một tiểu lạp đạt, thanh trúc thậm chí không có quá nhiều phế đầu óc, hai phát súng phun nước trực tiếp đánh bại tiểu lạp đạt. Vòng quyết đấu thứ nhất rất nhanh đã kết thúc, sau khi thống kê xong kết quả trận đấu, radio lại vang lên. Chúc mừng tuyển thủ thắng lợi ván trước, phía dưới công bố vòng thụy sĩ thứ hai. Số 3 đối chiến số 8, số 6 đối chiến số 7, số 1 đối chiến số 4, số 2 đối chiến số 5. Thanh Trúc đi theo dẫn đường nhân viên đi tới đợt thứ hai đối chiến trường, chứa vừa mới khôi phục xong trạng thái tinh linh cậu cũng đi theo bị đưa tới. Đối thủ cũng là một cao tam sinh. Đến đây đi, bằng hữu, mời cùng ta tận tình chiến một trận đi. Đối phương hào sản nói. Tốt, vậy thì tới đi. Đã quyết định là ngươi, hầu quái. Hoa hoa hoa, sắp lên rồi. Hầu quái, trước tiên sử dụng tụ khí một lần. Hoa hoa hoa, chúng ta trước tiên sử dụng điện quan chật lóe tiến hành cướp công. Hầu quái trên người bắt đầu khởi thế, công kích đến nhược điểm năng lực cũng bắt đầu tăng cường, nhưng là hoa hoa phao ếch đã thoáng hiện đến hầu quái trước người, cho hầu quái một lần không nhẹ va chạm, đem hầu quái đụng lui vài bước, lúc này hoa hoa phao ếch biến thành bình thường hệ, cũng thuận thế dựa vào phản lực lực kéo ra khoảng cách. Hầu quái, sử dụng đá ngã. Hoa hoa hoa, súng phun nước. Hoa oa phao ếch lại một lần nữa dựa vào súng phun nước lực giật kéo ra khoảng cách đồng thời từ bình thường hệ đổi về thủy hệ đến cam đoan chính mình không bị khắc chế mà hầu quái không có oa hoa phao ếch tốc độ nhanh như vậy trước tiên cũng không thể đến gần đến trước chỉ có thể kết trắng chắc thực trúng một cái súng phun nước cũng may hầu quái huấn luyện vẫn tương đối đúng chỗ kháng một kích này vẫn có thể tiếp nhận súng phun nước rất mạnh a à? không tệ hầu quái còn có thể chứ hầu quái vung quyền đầu ý bảo mình còn có thể tiếp tục đối chiến. Tốt lắm, hầu quái, chúng ta tiếp tục sử dụng tụ khí. Hoa hoa hoa, súng phun nước tiến hành tiêu hao tầm xa. Hầu quái, nhanh chóng gián đoạn kỹ năng, dựa theo chúng ta huấn luyện chữ giác pháp đột tiến. Hoa hoa hoa, sử dụng điện quang lóe lên cùng khỉ quái kéo ra khoảng cách. Hầu quái, đem hoa hoa phao ít hướng đối chiến trường gốc đi bức bách. Hoa hoa hoa, tiếp tục sử dụng điện quang lóe lên đề cao tốc độ của mình. Độ thuần thuộc của điện quang chợt lóe trong lần tránh né phòng thủ này nhanh chóng tiến bộ, đã nhanh đến mức ngay cả tàn ảnh cũng không nhìn thấy, Thanh Trúc thấy vậy vẫn tỏ vẻ vô cùng vui sướng. Chỉ là muốn cho oa 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 rèn luyện rèn luyện kỹ năng của mình, không nghĩ tới nhanh chóng đề cao khống chế đối với kỹ năng, loại nhảy vọt này khẳng định vẫn là để cho Thanh Trúc không kịp hai bảo khả mộng trên sân ở trong từng đạo bạch quan không ngừng biến hóa vị trí của mình, từng bước tiếp cận, lại từng bước kéo xa, trên sân bày ra rằng có chiến đấu. Ý đồ chiến thuật của Thanh Trúc là thông qua thể lực kém để ngăn chặn khỉ quái, sau này khi thể lực của khỉ quái chống đỡ hết nổi thì cho một kích máu chốt. Mà đối phương rất rõ ràng là càng hy vọng tốc chiến tốc thắng, bởi vì hầu quái đã rất rõ ràng đuổi không kịp qua qua ít tốc độ. Hầu quái, chúng ta được ăn cả ngã về không đi, sử dụng lực lượng toàn thân xông lên, sử dụng đá ngã. Hoa hoa phao ếch, không nên ham chiến, đem cổ chỗ bọc biển hướng khỉ quái ném đi. Bong bóng trực tiếp dán lên mặt con khỉ, con quái vật ngay lập tức mất đi tầm nhìn và tất cả các cuộc tấn công trở nên vô dụng. Đã cơ bản có thể biết bụi bặm kết thúc. Nhìn xem bị bọt biển hồ trụ khỉ quái, Thanh Trúc cũng không có lại tiếp tục hạ tiến công mệnh lệnh, hoa hoa phao ếch cũng ngồi ở khỉ quái một bên ta nhận thua. Đối thủ nhìn thấy tình huống khỉ quái của mình rồi nói. Vì không để cho khỉ quái của mình tiếp tục bị thương, hắn lựa chọn buông tha công kích. Thanh Trúc đối với việc này cũng phi thường tỏ vẻ tán thành. Đây là một loại tình cảm chân thành tha thiết nhất giữa nhà huấn luyện và bảo khả mộng của mình, là ý nghĩ không muốn làm cho đồng bọn của mình bị thương. Loại hành vi này không chỉ là một loại thản nhiên tiếp nhận thất bại, cũng là bảo vệ đối với bảo khả mộng của mình là hành vi đáng giá tuyên dương. Rất nhanh, vòng 2 của vòng Thụy Sĩ cũng kết thúc. Hoa hoa bong bóng ếch lại một lần nữa bị trang hồi tinh linh cầu đi khôi phục thể lực. Sắp đến lượt trận chung kết rồi. Đối thủ trong trận chung kết Thanh Trúc là người chiến thắng giữa số 3 và số 8. Bảo khả mộng trong tay tuyển thủ số 3 là một con rắn đá lớn, thoạt nhìn tương đối hung hãn, mà tuyển thủ số 8 chính là cô gái vừa rồi ông y bố làm thanh trúc kinh ngạc chính là y bố kia phi thường linh hoạt cũng không có bị đại nham xà hình thể cực đại đánh trúng một lần ngược lại đại nham xà bởi vì tiến công không ngừng mà trở nên thở hồng hộc hành động càng ngày càng chậm chạp ngay sau đó yêu bu đã nắm lấy cơ hội của mình và một chiêu star đã kết thúc trận chiến đại nham xà nặng nề vỗ trên mặt đất quá trình phía trước thanh trúc cũng không nhìn thấy bất quá hắn có thể cảm giác ra ấn tượng đầu tiên của y bố này chính là tốc độ hành động sẽ phi thường nhanh. Ở đầu tiến công có thể cũng sẽ có được đặc công không tầm thường. Xem ra là một trận đánh ác liệt rồi. Thanh Trúc nội thầm nghĩ. Chương 9 Đối chiến party, phía dưới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 10 Mũ kiếm đặc huấn bạn đang nghe tại truyện chấm audio máy dịch này đang gặp lỗi vui lòng thử máy dịch khác